Mến chào các bạn. Đây là gắn di dôi lớn nha các bạn. Gắn này thì tầm khoảng 7 lạng đến 9 lạng các bạn ơi. Gắn này là gắn bố mẹ các bạn, chuẩn bị nuôi đặng sang năm cho nó sinh sản rồi các bạn ơi. Gắn này rất là đẹp luôn. Rồi các bạn nào có muốn nhu cầu mua nuôi thì xin liên hệ với mình qua số điện thoại trên YouTube nha các bạn. Rồi video của mình cũng chia sẻ ngắn gọn nha các bạn. Hẹn gặp các bạn video kế tiếp. Máy bay các bạn.